Dạ con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh đó ha. Hôm nay thì con cũng đang có mặt tại vườn của anh Dũng, tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới của anh nữa cô chú ơi. Thì anh chuyên sưu tầm đồ xưa, cho nên là nhiều cây kiển cổ xưa, chẳng hạn như là si búp hồng, sợp đỏ, những cái cây quái ha cô chú, cổ quái đây. Hôm nay thì khá là nhiều cây si cho mình lựa chọn, đặc biệt có những cái cây nhỏ nhỏ gọn dễ chơi, chẳng hạn như cây này nè cô chú. Nó nguyên một cái cụm như nè, đặt cho nó ha, rất là dễ chơi luôn. Lên cái chậu cạn cạn nhỏ nhỏ là mình có thể có một cây đẹp chơi rồi. Đây đó, chú thấy không, cây lớn nhỏ gì cũng đều già cổ hết, đặc biệt các dòng si với lại bạch thiên hương. Rồi này là kim giòn đây, sung đó. Sung thì đây một cái cây dãy trường sơn, nguyên một cái dãy trường sơn đây đó. Rồi trà phúc kiến, sung trái ha, nói chung là si vẫn là nhiều. Thì hôm nay con cũng mời quý chú cùng gặp lại anh Dũng ha, để mình giao lưu chi tiết hơn. Đó, hàng mới về cũng khá nhiều quý chú ơi. Rồi em chào anh Dũng ơi. Dạ xin chào Khánh, xin chào quý ông bà cô bác ha, và các anh em mình gần xa trên mọi miền tổ quốc. Dạ em tiếp tục quay chia sẻ với quý cô chú clip số 2 nha quý anh chị và cô bác. Lớp số 2 này nó cũng một số cây em sưu tầm về, những cây người ta nuôi trên chậu, và cây có số cây em cũng mua lại dưới đất mà cây cũng là già không nghe cô chú. Nhất là si với sợp đọt đỏ, bạch thiên hương, rồi kim giòn, sung, toàn là cây già không cô chú ơi. Dạ rồi. Có những cây ta chơi rất là lâu nữa nè, chẳng hạn như là cây trà phúc kiến nè, em tiếp tục vô luôn đầu clip luôn. Chào Phúc Thường Kiến. Thường thì em hay quay hai clip, em có số thứ tự từ tiếp theo tiếp đó. Theo luôn là số 21 là cây trà Phúc Kiến, là trà. Em quay cái clip thứ hai nè, đo cái cũ nó, cây này là trên chậu rất là lâu năm nè cô chú. Đo cũ này nó được 32 nè cô chú. 32 đó, chú nhìn nó già rồi biết ha. Cái bầu này là bầu riêng, cái bầu này bầu riêng trong cái chậu em rút ra nè, không có làm chậu xi măng này, không có lấy chậu, chỉ băng cái cây em lấy thôi. Còn cái thân nó thì không lớn mà được, cái tuổi nó già, thân nó có 14, 13 gì hả cô chú. Dạ, một cây trà Phúc Kiến. Cái cũ thì nó ba mấy. Cao em rút là gì, nó cao được 68 tới cái mặt bầu rồi. Thoát thân lên đây là từ cái mặt bầu lên được 26. Đường kính của cái cục đất trong chậu này là 40 cô chú ơi. Rồi. Đó, cái trà Phúc Kiến nằm trong chậu rất là lâu năm ha. Thì cái dàn cũ dàn rễ là cô chú cũng hiểu rồi. Cây trà Phúc Kiến đầu clip số 21 này em giao lưu với cô chú là 2 triệu giá bao ship toàn quốc ha. Dạ. Đó. Cây ta chơi mười mấy năm trên chậu á. 2 triệu anh ha. 2 triệu giá bao ship, cây này chỉ thay cái chậu là chơi cô chú. Dạ. Đó. Xương cành rồi già hết em rút lại cho nó phơm lại cho nó gọn cân đối với cái cây. Rồi. Đổi giúp em anh ha. Rồi. Cốt cành to bằng ngón chân cái mình luôn. Tiếp theo là cây sung cô chú ơi. Sung cũng trên chậu luôn, mua chung với cái trà Phúc Kiến đó luôn. Mã số 22. Có mấy anh trả giá thì cũng chưa có bán được. Sung của anh thì khỏi nói trái của chú rồi. Mấy clip trước mình nhìn thấy rồi, có những cái cây trái tới cái ngọn. Em cũng bớt xuống 500k là còn 2 triệu rưỡi là giao lưu tiếp tục nè. Em nào có chơi thì em đóng cái thùng, cây này nó đóng cái thùng tiền ship cũng mày khá. Da đỏ ao. Dính luôn nè. Dính cái trái luôn. Đo cái điểm này được 26 nè cô chú. Dạ 26. 26 hơn ha. Xuống dưới thì bự thêm chút đỉnh nữa, nó có cái hình thú dài dài vậy nè cô chú. Cái này cũng trong cái chậu gì em rút ra nè. Đường kính trong cái chậu này được 40 ra. Nguyên cục bầu về 40. Thóp thân lên cái cành này nè cô chú. 17. Cao tổng thể nó là 79. Dạ, sung nếp. Tán ngang nó là 60 cô chú ơi. Rồi em giao lưu với quý cô chú là 2 triệu rưỡi nè. 2 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc. À, cái này phí ship cũng cao lắm quý em chú. Em hạ hết xuống hết 1 triệu rồi. Kệ, em mua cũng hơi cao, rồi bán cao quá thì nhiều khi cô chú cũng hơi ngán thôi, em giật rồi luôn. Dạ rồi. Mã số 22, cái sung đang mang trái nha cô chú. Này mà quý chú vô chậu sung lên cái cho trái đầy hết. Đảm bảo. Chỉ luôn. Tỉa cành lá là chơi thì có trái thôi, trái quanh năm luôn cô chú. Rồi. Tiếp tục ha. Tiếp theo là cái sung luôn.
Đó, cây sung này là cái bệ bonsai. Cái này lùng lực bonsai rất hay cô chú. Sung này thì em không thấy trái. Này có mấy cây sung độc không cô chú ơi. Cây kia thì dãy Trường Sơn. Mã số 23. Cây này thì lùng lực. Đó. Tròn trịa đầy đặn luôn. Cái này nó rất là dài nha cô chú. Cũng lùng lực ha. Lực sĩ anh ha. Nu này cục cục đó. Cơ bắp. Cái này chủ nhà báo là sung có trái nè, nhưng mà này, mình mua mình vẫn thì không thấy trái, mình không dám báo. Quà năm lên đến này là 79 nè cô chú. Dạ rồi. Lùng lại rất là có duyên. Cao các phôi nó gì là nó 36. Lùng cốt cành đóng khéo. Đường kính bầu được 40. Đó, cái sung mã số 23 này, cái sung này lùng lực nè. Già cái da nó cũng rất là hay. Cái này em giao lưu quý của chú là 3 triệu ha. Hôm nay là cây em bao ship toàn quốc hết nha cô chú. Dạ, 3 triệu. 3 triệu mã số 23 cái sung. Rồi. Tiếp theo là một cây 24 là một cây si búp hồng. Si hồng. Cây này người ta cũng chơi. Chơi trên cái bồn. Cái bồn mà xây là trồng trực tiếp xuống đất đó cô chú. Mã số 24. Dạ, cũng hàng thấu. Dạ. Hàng thấu. Nhưng mà để tôi trồng nó phất trong tán mấy cây lớn á cô chú. Cái da nó hơi mẩn hơn. Ra nắng thì cây này, da nó sẽ lì lại. Cái mà da này rất là già, trồng trong mát. Mấy cây bờ kiển bự nó che. Đo tổng thể nè ha. Tổng thể nó là 115 nè cô chú. Điểm này em đo nè. Nó là thước theo đế gì ha. Dạ rồi. Kéo lên trên cái nữa cho cô bác mình dễ nhận dạng. Điểm này được 72 nha cô chú. Đó. Cao thì em đo theo các phôi nha. Được 42. Đường kính bầu nó là 48 cô chú ơi. Cái si búp hồng này em giao lưu quý cô chú là 2 triệu rưỡi nha. 2.500.000. Ừ. Cái này sở dĩ không thấy cái búp hồng là tại vì qua cái đợt lá rồi lá lại, anh bắt đầu đợt này lú rồi. Bây giờ em rồi mưa quá rồi. Anh để trong mát. Chỗ em nó cũng chặt em để trong mát. Trong nhà không à. Em cũng mới dâm rồi nó vừa đâm mầm ra rồi. Có những cây mới bứng về cũng còn số mới đem về nhưng mà chưa đâm mầm em chưa vô luôn. Dạ rồi. Số 24 này là 2.500.000 bao ship toàn quốc cô chú si búp hồng nha. Cô chú cứ thả nắng đi là nó sẽ hồng lại thôi. 25 cũng là cái si búp hồng luôn cô chú. Tay cây này về sửa tay cành liền nha cô chú. Cây này nguyên một khối đặt rất là hay nè cô chú. 25 khối đặt hay. 24 nó lên như năm tự kìa anh ha. Ừ. Như năm vậy đó cô chú ơi. Năm à. Thân ngũ phúc luôn. À. Nó gói cái củ nó đặt một khối mà nó gọn nè, nhìn rất là hay nè cô chú. Mấy cây này lên chậu đẹp. Lên chậu vừa tầm chơi ha, một người bê được. Đo hết cái bài đặt này cô chú tham khảo ha, là được 78 ha. Dạ. Cái bài đặt nó gì nha cô chú. Đó. Lên trên cái cổ một cái này nha cô chú. 60 tròn. 60. Ừ. Rồi. Cao em đo tới đợt em cắt phôi được 26. Đường kính bầu nó 40 cô chú ơi. Không cái này em giao lưu với quý cô chú là 1 triệu 8 ha, giá em bao ship luôn đó. Ồ cây này giá mềm của chú, dễ chơi nè. Cây này nhìn có duyên lắm nha cô chú. Không có thời gian mình chơi với cây này nè, nó ra mạnh nè anh ha, không có đúng sợ rồi. Gì nữa. Em cũng sợ là nhiều khi mình cây mà về mấy chú rồi có cái chuyến gửi đi sợ nó không có được mạnh cái nó hư. Về vô dây được liền. Anh dâm cho nó ra mầm rồi rồi em mới giao lưu. 1 triệu 8 cho cây này thôi quý chú. 1 triệu 8 em bao ship toàn quốc. Đây, mặt đế này nhìn rất là đẹp. Mặt nào nhìn nó cũng đặc. Đặt nó gom gọn luôn chú. Mình lấy có đỉnh ngọn luôn này nọ đầy đủ. Ừ. Rồi. Mã số 25. 25. 26. Lên nổi không anh ơi, cái này. Cũng là cái si búp hồng luôn. Đó. Dạ. Mã số 26 nha chú. Rồi cái này cũng nằm mát. Cái này cũng già lắm nha cô chú. Mà lá này đây, đây nó cũng hồng đỏ đỏ nó mới trở lại nè. Chỗ em chặt đó, ra em dồn nó khít với nhau. Đó, có cái nó cũng hồng đỏ. Cái này thì cứ ra nắng thôi cô chú ơi, si hồng mà. Vậy sợ đỏ thì phải ra nắng, càng nắng nhiều càng tốt ha. Em bầu lại cho nó ra mầm cho nó sống khỏe rồi em mới đem ra giao lưu với mấy cô chú.
những cây nào nó đã đỡ rễ thì em mới giao lô phôi luôn. Em đo tổng cái gì là 100 tròn, hơn 100 hơn một chút. Dạ. Lên đây, lên đây là 100 đúng nè. Đó là nó gì đó, mình nó gì ha cô chú, mầm ra rất khỏe rồi ha. Có những cái điểm mà rễ nó tác động thiên nhiên bên ngoài thì nó có hơi chút đỉnh, không có gì hết nha chú. Dạ rồi. Cao em đo các phôi đó là được 59 tới điểm này đó. Thoát thân lên tới cái đoạn giữa này có cái thân nó có cành một phóng phóng ra là 33 là cái chú. Đường kính bầu nó là 52. PC bức phòng mã số 26 này em cho lưu với quý cô chú là 3 triệu nha. Ủa cây này 3 triệu thôi. 3 triệu thôi chú, cây này cũng to lắm. Cây này to. Già nữa. Già, cây này rất già nha cô chú. Dạ. Phôi mà đơn gì là cũng im lắm rồi chú. Trong khi thời gian của chú lên chậu nuôi nữa thì nó càng già thêm. Mã số 26 PC bức phòng 3 triệu. Giá bao ship thôi cho cô chú luôn. Dạ rồi, 3 triệu. Hai mươi bảy cũng là cái si bút hồng luôn mà chú. Nay si nhiều đủ cỡ chứ, si với sung luôn chú ha. 27 cây này trên chậu gỡ xuống nè chú. Dạ, à, trên chậu gỡ xuống, chậu là em gỡ xuống đó mấy chú. Trong vườn chơi nó không có đủ cái phụ kiện để chơi đó, rồi mấy chú để chèn mấy cái đá 46 rồi nè. Em gỡ ra hết rồi. Dạ. À, em đo tổng thể cái bộ đế nè. Có gì trên thấy vậy nè. Tổng cái bộ đế này cũng cả trăm nè cô chú. Rồi. Đo trên đòn này chút nó có rễ đồ cũng lòng thòng ra đây ha, được 50. Cao em cắt phôi nè, nó được 33. Cái này em giao lưu với quý cô chú mình 1 triệu ha. Cái này kéo khỏe anh ha. Khỏe. À. Cái này khỏe rồi, bị nằm chậu gỡ xuống mà. Kéo nè. Vậy nè cô chú. Rất là đã rồi. À, đế cũng đẹp nha quý chú. Cái này đế sổ đẹp. Đế nó sổ qua trên cái chậu nó chen và đá 46. Sổ đều. Rồi. Cái siêu phòng mã số 27 là 1 triệu ha. 1 triệu thôi quý chú à. Cái này cũng già, bị nằm trên chậu. Rồi. Tiếp theo. Đây cái bệ này nha. Phôi si mã số 28. Cái độc đáo đây. Như cái cục đá san hô. Nằm chèn bẹt đó. Ừ. Lên mầm nhiều lắm ha chú. Cái này mầm em ủ nó lên mầm rồi nè, em mới đem ra giao lưu nè cô chú. Thấy nó gọn. Đo hết cái cục nạc này gì đó cũng 75 nè cô chú. 75 76 nè. Chậu cạn luôn chú. Đẩy cái này lên ha, đẹp. Nó tại vì nó liền, nó tròn nó liền nha. Cao nó được 18 cô chú ơi. Cao chỉ 18 thôi. Đường kính của cái bầu ôm nguyên cái bệ này là 36. Đó, cái cụm này em giao lưu với cô chú là 1 triệu tư ha. 1 triệu tư. Giá em bao ship. Nhỏ nhưng mà cũng già lắm, già anh ha. Ừ. Người ta chặt, người ta cưa cắt ngoài tự nhiên cô chú. Đúng rồi. Đấy, mình về mình lượt rồi lại ha, tạo thành một cây bonsai. Đó, giờ nó ra những cái trò tượng cái này. Đó, lúa mầm hết trơn rồi nè. Đó. Rồi. Rồi, mã số là 28 ngồi chung. 1 triệu tư em bao ship nha. Tiếp theo là cái mai chiếu thủy lắp kim 29. Dạ. Cái này lắp nhưng mà một cành phóng nè cô chú. Lắp phóng ha, cái này quý chú nào không thích 3 thì mình sẽ chơi 2 ha, bỏ cái cành này được anh Dũng ha. Ừ. Chơi 2 cành hai thân bên đó. Tại vì mình mua mình chưa có chơi, mình bán cho cô bác chơi thì mình để đại. Về mình ý cô bác muốn chơi thì như thế nào thì cắt chắc mình cắt rồi cái dán lại không được. Và năm đo cái điểm này là được 46 hay đâu chú, 44 rồi nè. 44 ha, 44 44 rồi chú ơi. Ừ. Rồi. Nó thoát thân lên đây được 12, cao tới đỉnh em cắt phôi là 60. Cây già lắm, cành phóng này em đo từ cái trong cái nách nó ra được 36 rồi chú ơi. Rồi giữ đây luôn đi anh, đây nè. Ừ. Chồi nó ra nè heo chứ, chồi xanh nó giống mầm rồi. Giống mầm. Đó. À. Cái này em cũng có hạ giá rồi nè, hôm rồi em 3-4 cây mà em bán hết rồi, còn cái này em để cho cô chú 1 triệu 6 nè.
Em gọi mấy cây kia là 1,8-2 triệu không ha. Cái này em bớt xuống còn 1,6 triệu rồi, vô luôn cho cô chú chơi. Chung cây khỏe chúng nó nứt mầm, cái thân chính lớn này cũng có nè ha. Đó, thân chính lớn này nó cũng nứt nè. Đây nó mầm hết. Nứt nhú hết trơn rồi. Chung là cây này về cứ việc thay vô chậu là siêu bông thôi chú. Nó phực ra dữ lắm luôn. Mã số 29, mai chú thủy là kim. 1,6 triệu bảo ship. Mình có thể lượt bỏ một cành bớt của chú trước hoặc sau ha, tùy ha. 30 là cái bạch thiên hương. Bông cánh kép. Bạch thiên hương. Đó. Đó. Nguyên cái quần thể luôn, nguyên cái bệ nó cũng nó nghiêng gì nè các chú. Mình cũng có duyên. Lùa. Cái này em cũng có giảm giá là cho cô bác mình chơi ha. Chơi bông cũng rất là thơm, làm cảnh rất là cũng rất là đẹp. Đâu nguyên cái bệ đặt này nó gì là được 75 76 nè các chú. Lên cái cổ này thì nó 64. Dạ. Yeah. Đâu cái thằng đại diện này cho cô chú nắm sơ ha. Được 21. Cao nó được 32 cô chú ơi. Ngọn nó được 13 14. Cái cây u này là chuẩn bị lên chồi rồi. Đúng rồi. Đừng tính bầu nó 40 cô chú ơi. Bên kia thì nó đẩy lên rồi nè. Đó. Mấy cái u của mấy còn lại là nó chuẩn bị lên đó. Cái này em giảm giá còn 1,6 triệu nha cô chú. Dạ, bao ship. Mã số 30 bạch thiên hương bông cánh kép. 1,6 triệu bao ship. 31 cũng là bạch thiên hương bông cánh kép luôn. Lâu lâu mới có mua được một số nha cô chú. Lâu lâu mới được một lô về nhà. Rồi được số rồi em cũng giao lưu với quý cô bác hết rồi. 31 là bạch thiên hương bông cánh kép, đo cái bình thân cái điểm này được 38 là cô chú, 37-38 là ha. Đế thì nó tương đối, xè tương đối ha. Cao được 30. Đường kính bầu nó là 38. Cái bạch thiên hương này mã số 31 em giao lưu quý cô chú 1,5 triệu giá cũng là bao ship. Coi như hôm nay em bao ship toàn quốc hết rồi cô chú. Dạ rồi, 1,5 triệu ship toàn quốc luôn. Bạch thiên hương bông cánh kép mã số 31 1,5 triệu. Tiếp anh ơi. Tiếp tục cũng là bạch thiên hương luôn. 32. Mã 32. Cái cụm quá xá. Nguyên khói đặc luôn cô chú. Đó. Muốn lọc bớt thì cô chú cứ chơi thì cứ lọc nguyên một khối đặc khích luôn ha. Mặt nhựa nó kéo ở dưới đây nhiều lắm. Nguyên cụm gì đó được 58 rồi cô chú. Dạ. Nhựa kéo xanh hết trơn nữa. Cao nó được 31. Đường kính bầu nó là 40. Bạch thiên hương mã số 32 giao lưu với cô chú là 1,6 triệu. Dạ. Là giá bao ship hết. Đó, khỏi cô bác khỏi có đi bứng đi mua vậy chứ, đi ngồi ở nhà vào tới nhà chơi khác bông lài nha chú, không phải bông lài ha, bạch thiên hương khác ha. Bạch rồi qua giấy sát pháo mã 33 em thanh lý 500k thanh lý luôn, gốc thanh lý luôn chú. Cây này nằm chậu rút ra cô chú, lên lên tượng rồi nha. Nó có cái cũ này cũng quái quái nè. 40 đó, có cái rễ nó hoành ra. Cao nó được 36 rồi. Đường kính bầu nó cũng 36 luôn cô chú ơi, 500k bao ship luôn cô chú ơi. Nhú nhú tượng rồi đó chú, bông giấy nó cũng dễ ha. Đây nè. Đó cô chú thấy cái chồi nó lên nè. Nó có lỗ cái đường này một chút, cô chú muốn cắt gì chơi hay là cắt ngắn lại một chút gì đó tùy. Bên thấy quái quái mà để đại. Nó nứt ra nữa nè. Nói chung là cái này còn cái miếng da nó cũng sống. 500k, 500 thôi ha. Cây này cũng cũng quái cây á. Rồi. Mã 33 nha cô chú, hồng sắc pháo. Cây này chưa anh dẫn cây này về lật cho nó. Nó cũng có nhiều cái lối chơi, cái cách chơi cô chú. Con giấy chơi mấy cái thế này cũng hay á nha. Trồng mới dán bài á. 500k. Cho nó đi theo chịu theo cái bộ mã số 33. Vô cái chậu oval hoặc chậu chữ nhật lại. Đặt nằm xuống. 34.
cũng là giá sát pháo hút chậu ra luôn cô bác ơi. Cái này em cũng hạ giá luôn. Dạ. Chung mấy cái này của chú cứ yên tâm ha, nó khô khô chứ nó sống cực kỳ luôn. Nó lên mầm nè của chú. Đẩy mầm mà chú. Nó đẩy lên đây nữa nè. Nó cái này cây cũng hút chậu người ta đang chơi nè chú. Trên này cũng vậy đó nè. Đó. Đó cái hoành thân ngay cái điểm này. Cái dòng 33 cô chú. À 13. Cái này có mấy cái nhánh bay để nè. Cao được 42. Dạ. Yeah. Cành bay dưới em đôi giữa tâm của cúc đứng nó được 27. Còn cái cành này thì nó được 38. Nó bay ra gì đó. Rồi. Đường kính bầu nó là 38 luôn. Cái này chặt nhánh thế này mà kim còn sống nó anh. Ừ. Này cái này nằm chậu nó già. Rễ nó cũng quái quá mà hả chú. Cái này giao lưu quý của chú là 900k ha. 900. Mã số 34. Cây tự nhiên khai thác của chú à. Ừ. Không phải cây trồng công nghiệp. Không phải là cây công nghiệp của chú. Cây chơi trên chậu nó già. Cây sáp pháo cực kỳ già luôn. Đế đẹp nha chú. Đế thứ này, đế ngoài, đế tự nhiên này thì quá ok. Đó, có cái thế bài, thế bài đồ chơi cũng hay hay. Cây thì lên mầm. Lên tược mầm ha. Đầy đủ hết. 900k ba ship luôn. Rồi. Mã số 34 giấy sách pháo. 35. Lại cái xi búp hồng. Trên chậu em gỡ xuống luôn. Xi hồng nữa, quay trở lại xi nữa hả cô chú. Nay xi với xi với sung bạch, xi sung bạch thiên hương. Ừ. Đó, ba loại chủ lực. Xen kẽ có mấy cái kia thôi cô chú ơi. Xi thì nhiều cái kích cỡ cho mình lựa chọn em ha. Cũng thích cái dòng xi nhiều dáng. Em đo tổng cái bệ nó về được là 77 78 này nghe cô chú. Cái này cực cái này cây rút chậu nghe cô chú. Đây nè cái búp nó vậy nè ha. Yeah. Đó nè em rút chậu xuống nè. Nó có cái lũa chỗ cái mảng này một chút ha. Nhưng điều chỗ nào nó còn lại thì nó đâm mầm rất là khỏe mới giao luôn. Cao em đo theo cái này nó được 24. Nguyên cái mình nó nằm dài từ đuôi tới cái đỉnh đầu nó được 45. Nó chỉ lũa cái mảng đầu này thôi. Nằm trên chậu lũa cái mảng da này thôi còn như nó sống khỏe bình thường. Cái mầm nó vẫn đỏ vậy nè, đỏ hồng vậy nè ha. Mầm xi hồng, ra nó hồng vậy luôn. Ra nắng mà em bấm cái lú ra đỏ đỏ hồng hồng vậy. Đây. Đó, đây đây. Ừ, cái bản này chai lì chứ không phải là mục. Đó. Quái quái vậy đó. Mã số 35 xi hồng này em vô luôn 1,2 triệu ha. Đó. 1,2 triệu. Mã số 35. Có tay cành. Sẵn rồi quý chú. 36 cũng là xi búp hồng luôn cô chú. Bể này mới có duyên nữa này cô chú. Bể này mới có duyên nữa anh ha. 36. Cái da thì giống như là cây gừa bông nữa rồi quý chú ơi, cái dòng này ha. Bông 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 vậy đó. Rồi hết cái cụm nó hình nằm hình qua này nghe cô chú. Nó là 100. Đo hết thì cho cô chú dễ tham khảo đi. Lớn nhỏ chút đỉnh không nói gì đâu. Tới đây gì là nó 137 đó cô chú. 36 ha. Dạ. Là nó hình nó qua nằm dài vậy đó. Em đo cái chiều dài của đường kính nó đi. Kính cái chiều dài này từ cái rễ 65. Rồi. Cái rễ này chồm xuống bầu với rễ này gần xuống bầu là 65 luôn chú. 65. Cái bầu của theo cái rễ nó luôn là được 68. 68 69 nha cô chú. Cao điểm cắt phôi này là 48. Dạ. Đó, có cái cành lượng này xuống nó quái lại quái, nhìn có được chưa vô ha. Chưa anh này đây. Ở đây nó vẫn có một điểm heo chú. À. Nhưng mà ở đây nó tiếp tục đó, quái. Đó mấy chú lấy ở đây ngoái vô. Dạ lấy ở đây, ở đây tiếp tục lấy ra. Ở đây cái đỉnh này nữa. Cũng rất là hay. Dạ cái này. À. Có duyên. Đây còn mặt bên này. À, cành này mình tạm gọi cành phong đi phía sau này cũng có luôn nè ha chú, đầy đủ hết ha. Trong cây này cốt cành nó đóng cũng khéo chú. Lên cái chậu hoa là chơi rất có duyên nha cô chú. Cốt cành đóng khéo để cho mình có thể mình lấy chi cành ha. Cây này cái giá cũng rất dễ chơi cô chú ơi. Này em giao lưu với quý cô chú cây xi búp hồng mã 36 này 3,5 triệu nha cô chú. Bao ship tới nhà cô chú. 3,500k. Ừ. Mã số 36 xi búp hồng. Rồi đó,
sổ giúp em ha. Rồi 37 xi búp hồng nằm trên chậu ghép da Nhật, trồng trầu bông mai đất nung rồi chú em gỡ ra nè, ghép da Nhật, ghép da Nhật cái đầu trên nè. Rồi nếu mình cắt lấy cái cục xù tới đây thì nó sẽ là xi không, đây không, đây nè, xi nè. Dạ đây nè, phật ngang đây nè, lấy chỗ xù xù này nè là nằm trong cái chậu tới trên này nè của chú. Mà ông chú ông xin lại cái chậu đang ông dầm cây lột ra ông quấn lại. Đây cái điểm ghép của da Nhật nè, còn tới đây là đầu xi hồng nè. Dạ nãy em có chừa lại mấy cái mầm nó có sẵn nè, nó cùi lại nè. Cái này 500k em bao ship toàn quốc nha cô chú. Rồi cũng dễ chơi, để vậy luôn cho cô chú mình có lời luôn á. Cái cụm rễ nó bung ra về được 70 nè ha. Dạ. Còn cái thân em đo ra cái điểm này nè là được 28-29 nè. Dạ rồi. Còn cái cổ này thì nhỏ hơn chút. Cổ này được 15-16. 500 anh ha. Ừ. Cao tổng thể từ mặt bầu tới trên là được 65. Đó. 500 được 2 cây chứ không phải 1 nha quý chú. Đường kính bầu là 30. Đây quý chú cắt cái cụp ngang đây. Ừ. Thì được cây si búp hồng dưới đây. Giống lấy này... cây da Nhật trên nè, à. Lấy cây da Nhật lùng lực bonsai này, lượt tay cành lại làm cây bonsai để bàn nè quý chú. Bonsai để bàn lùng lực ngang đây nè. Ừ. Cây này rất vàng quý chú, bị nằm trong cái chậu nè. Dâm phần này lại ha. Sau này nó ra cái này nè quý chú là nè mình lấy cốt cành nè quý chú. Sau này sửa cây lùng lực cực kỳ luôn á. Nó có nguyên cái thủ nè. Dạ. Đây nè, lấy ngọn đâu cũng được đó nè. Ừ. Rồi cắt lại là được cây lùng lực đó. Ừ. 2 cây 500.000. 500k cứ bỏ quý chú ơi, cái cây nó dâm rất là dễ. Cắt dâm rất là dễ. 500k mã số 37. Dạ. Rồi, xi búp hồng ghép da Nhật. 38. Là cây sập đọt đỏ. À, trong chậu luôn nè cô chú, trong chậu mà nói trong chậu chứ thật sự cái này trong cái xô chỗ cái rễ ra nó quấn rồi nè, không cắt ra nè, nên là nằm gọn trong cái xô nè. Rồi là mã số 38. Một cây này thì cúc cành tàn đa sẵn luôn rồi nè, cây này có sẵn cúc cành nằm trong chậu. Ủa, cái cúc cành này đẹp quá của chú ơi, nó đều nhau chứ nè. Ừ. Có ngọn nó đây, nó đầy đủ. Mình đo cái điểm này cái hoành được 22. Nên lên chậu chơi cái lọc không cũng đẹp. Cao từ cái mặt chậu này lên rồi được 38. Dạ. Thấp thân lên mấy cái cành này từ cái mặt chậu này em đo lên là 25. Dạ. Nó nằm trong cái chậu này nè cô chú. Cái rễ nó chen ra nè. Cắt ngang nè. Dạ. Đó. Sập đọt đỏ nè cô chú. Sập đỏ. Đây nó bị lỗ đây nhưng mà không có gì hết. Ừ. Nó cuốn lại. Nó cuốn lại. Đây da mới nè ha. Da ừ. mới nó cuốn rồi đó. Cuốn lại đông rễ trong đó luôn. Đây. Già cái này rất là già nha cô chú. Cuốn lại đẹp. Chất đã của chú. Đó, già mới nè nó. Hai bên nó phóng ra. Rồi. Cái này cũng 500k luôn nha cô chú. 500k em bao ship, mã số 38 sập đọt đỏ rất là già nha cô chú. Cốt cành nằm sẵn luôn. Chậu nó phọt cái. Rồi 500 thôi. 500k sập đọt đỏ mã số 38, để bàn thì hết sảy luôn. 39 là cây Bạch Thiên Hương, còn cái Bạch Thiên Hương cuối cùng là cô chú ơi, 500k luôn. Nó cũng đa đa thân, sữa cũng mau chơi nè. 39, 500k cô chú, bao ship, bông cánh kép nè cô chú. Dạ. Đều đang ra mầm rồi. Đo cái eo này, cái nó được 25 nè cô chú. Nguyên cụm rễ dưới này em đo nó sổ qua được gì, nó là 40. Cao không cắt phôi gì là nó 27. Đường kính bầu nó 30, 500k. Bạch Thiên Hương bông kép. Đúng mầm rồi nè cô chú. Dạ rồi. 500 thôi anh ha. Ừ. Cái này cũng già lắm nha cô chú. Mã số 39. Rồi, Bạch Thiên Hương 500k. Mã số 40 là cuối clip hôm nay nha cô chú. Cái dãy Trường Sơn. Làm dãy Trường Sơn cây sung rất là có duyên nha cô chú. Cái thế sung này cũng rất là hiếm nha. Một cái dãy hoành sơn đó. Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. 40. Đây.
thế cây đứng cây bay đồ thì nó cũng có ly ai, còn cái cây mà nó nằm mà nó xù xì cành nó nằm mọc gì nhìn rất có duyên, nó liền anh ha, nó liền từ nó kéo từ đây ha, thân nằm đây phì ra ha, to ra. Cây này cũng hai bên thì dốt ngộ á, cành thì đóng phân bố đều hết luôn đó, cái cành phóng hai bên giặt qua hai bên gì là nó được 118 nó gì là 118 này cô chú. Dạ 1m18 chiều dài đó. Dạ ủa 1m12 cô chú ơi, đây có bố trí cái đỉnh luôn nè. Chung là mình làm một cái rừng trên cái dãy núi, rừng trên núi còn đo đo cái hoành luôn đi, nguyên cái hoành của cái bệ này nè, thấy cái gọi là khoảng 1m7 á cô chú, 1m7 hết cái thước cho một gang em ha. Đó cây thì không phải phô nữa cho nên quý chú hết sợ ha, đây nó ra vậy nè, cao nó tới cái đỉnh cái cây phôi, cái đọt không cách cao nhất được 40 nghe cô chú. Đó dạ đây mặt bên này đây dính hết theo chú ha, liền nguyên một khối mà cái bệ giữa nè, nó nu nần nhìn cổ đế thì cũng phân bố khá đều anh ha. Lên cái chậu hột xài quanh nè, chơi rất là hay cô chú ơi. Nhấp nhô cây trên núi, nói chung là dãy Trường Sơn này, như dãy Trường Sơn vậy cô chú, rừng trên núi đó. Về cô chú mình phố đá nhiều thêm ha, thành một cái tác phẩm đẹp cô chú. Đó, cái sung này mua chủ nhà thì ông nói có trái nhưng điều em không thấy trái ha, cấp em bứng là em không thấy trái, nó hết đợt trái. Mã số 40 đó, về giữ đây giùm em cái anh ơi. Về của chú Thịnh có thể kẹp đá một vài cái viên đá rồi đây ha, cho nó sống động thêm ha, lên cái dĩa kè đá lên rất là hay ha cô chú. Dạ làm cây trên rừng, cây trên núi chứ. Đó rồi cái rừng này như ra anh ơi, cái dãy Trường Sơn này nhiêu đây, cái sung dãy Trường Sơn này em giao lưu với quý cô chú là 6.500k, 6.500.000 nha cô chú, là giá đó em bao ship cho cô chú tới nhà luôn ha, vì cây này ship cũng rất là đắt ha cô chú. Đó 6.500.000 ha cô chú, một tác phẩm khá độc đáo luôn á, cái thế dáng này rất là khó kiếm chứ không dễ ha cô chú. Sung mà dán trực thì nhiều anh ha, dán trực thì rất là nhiều. Đó này thì nguyên rất là quái quan nằm luôn, và đặc biệt là sạch sẽ liên lạc. Có những sống cái thẹo khỏe luôn thôi chú, có những cái thẹo nhỏ nhỏ theo thời gian thôi chứ không nào đáng kể hết chú. Cây là sống khỏe rồi, cây của chú chơi đúng là gừng luôn. Sau này mấy cái nếu mà có trái nó treo ở rất dọc mấy cái thân này nữa thì thôi rồi luôn, nó cứ treo dọc thân này nè quý chú. Tùy theo mỗi cách phối ha, nãy nó nằm này. Rồi cũng là cây cuối luôn anh Dũng ha. Rồi cái cây sung dãy gần Trường Sơn này mã số 40 là cuối clip số 2 trong cái buổi hôm nay, và cuối cùng em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý bà con gần xa mình được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Và luôn luôn ủng hộ các nhà vườn cây kiểng của em và ủng hộ kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Xin chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại clip tiếp theo ha. Dạ rồi em chào anh Dũng luôn ha, con cũng kính chào quý chú, chúc quý chú nhiều sức khỏe. Xem clip mình đăng ký kênh giúp con ha chú, nhấn chuông thông báo để sớm cập nhật theo dõi những clip mới trên kênh ha. Con xin hẹn gặp lại clip tiếp theo.